Bất động sản miền quê xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và quý nhà đầu tư. Hôm nay bất động sản miền quê của em sẽ quay cho quý cô chú, anh chị và quý nhà đầu tư một lô đất có vị trí tổng diện tích là 1.000 m². 1.000 m² đất thuộc khu dân cư, nhưng mà đất này đất cây lâu năm nha. Xung quanh thì nhà dân ở san sát liền kề hết rồi. Thì miếng đất này nó có tổng diện tích là 1.000 m². Thì là vị trí đất của mình nó cách đường Phú Hòa Phú Lợi á. Phú Hòa Phú Lợi chỉ có 800m là tới đường nhựa lớn rồi nha. 800m là tới đường nhựa lớn, đèn đường sáng rực rỡ ha. Rồi nó cách Ủy ban Nhân dân xã Phú Hòa, cơ quan nhà nước, trường học cấp 1, cấp 2, mẫu giáo, rồi nhà thờ, chùa, rồi bách hóa xanh, điện máy xanh, cây xăng Petrolimex, chợ. Nói chung nó túm lại trong bán kính 1 km đổ lại thôi nha. 1 km có 1,5 km thôi là tới tất cả những nơi mình cần tới ha. Dạ. Thì bây giờ em sẽ quay miếng đất mình tọa lạc ở xã Phú Hòa ha. Miếng đất mình nó tọa lạc ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Miếng đất của mình là tọa lạc ở xã Phú Hòa, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Rồi, cái ranh giới của nó, mặt tiền của nó phía được 29m ha. Mặt trình nó mặt tiền của nó là 29m. Là từ cái hàng từ nhà người ta nè. Đó bên đó nhà dân ha, nhà dân ở ha. Thì từ cái tâm lưới rào 70 của người ta nè. Mình sẽ chạy dài lên đây 29m. Đó, đường này chuẩn bị đổ bê tông rồi nha cả nhà. Chuẩn bị đổ bê tông rồi, đổ đất mi nè, chuẩn bị lên bê tông rồi. Mặt tiền là 29m. Thì cái hậu nó là, có hậu nó thì là có chỗ thì 40, có chỗ ba mấy. Cái hậu nó chung là cũng là đất nhất mình nó vuông nhất á. Nhưng cái hậu của nó thì có chỗ 40, có chỗ ba mấy vậy đó. Miễn sao là tổng diện tích mình là 1.000 m² ha. Đó, mặt tiền dài nè, 29m tới cái hàng rào này. Đó, cái hàng rào này. Bên này có nhà dân ở rồi nha. Xung quanh này đường thông nha. Đường này cũng thông qua luôn, thông ra quốc lộ, thông ra đường Trà Cổ, Phú Điền Trà Cổ ha. Còn đường này thì thông ra đường Phú Hòa Phú Lợi ha. Đó, rất vị trí với đất ở đây. Đó. Là như vậy. Đại khái là như vậy ha. Em quay cũng chi tiết lắm rồi. Em xin nhắc lại ha. Miếng đất mình có tổng diện tích là 1.000 m², đất trồng cây lâu năm. Thì nó có mặt tiền bề dài, mặt tiền đường bê tông, đường đất mình nè, chuẩn bị lên bê tông là 29m mặt tiền ha. À, chủ đất đang kêu bán với giá là 620 triệu ha. Chủ đất sẽ bao hết tất cả giấy tờ công chứng cho mình ha. 620 triệu. Là sổ đỏ trao tay ha, công chứng trong ngày ha. Yeah. Miếng đất mình tọa lạc ở xã Phú Hòa, huyện Đồng Quán, tỉnh Đồng Nai. Từ vị trí đất của mình đi về thành phố Hồ Chí Minh là 110 km. Đi ra quốc lộ 20 là 6 km. Quốc lộ 20 ra 6 km là mình tới trung tâm thị trấn Định Quán và thị trấn Tân Phú luôn ha. Thì có hai con đường đi. Đi hướng nào cũng được. Một hướng thì ra thị trấn Định Quán, một hướng thì ra thị trấn Tân Phú. Nó cách Suối Mơ thì là 3 km ha. Khu du lịch sinh thái Suối Mơ 3 km. Nó cách thế giới cacao trồng đất, Bungo thế giới cacao của mình, chạm dừng chân cacao là 1,5 km ha, 1,5 km. Xã mình là xã Phú Hòa, mình đặt chuẩn nông thôn mới nha, mình là xã nông thôn mới ha. Nó cách đường nhựa thì có khoảng 800m là có đường nhựa rồi ha, đèn đường rực rỡ ha. Với một vị trí đất mà 1.000 m² mà chỉ 620 triệu thì mặt tiền dài là 29m. Mình tính ra là cái vị trí này cũng thích hợp cho quý nhà đầu tư xin lợi nhuận á. Ai có chưa từng mà sở hữu bất động sản thì đây cũng là cơ hội ha. Đây cũng là cơ hội để mình đầu tư bất động sản ha. Để mà có một cái tích lũy tiềm năng cho mình sau này ha. Với thị trường như đất đai thế này thì cái vị trí này 1.000 m² thì giá cũng rất hợp lý cho quý nhà đầu tư. Dạ, quý khách hàng, quý nhà đầu tư có thấy clip em hay, kênh em hay thì cho em xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ ha. Để bất động sản miền quê của em sẽ lên có động lực để làm nhiều clip, nó có nhiều vị trí phù hợp hơn cho quý nhà đầu tư ha. Dạ, để em quay một vòng đi, một vòng cho quý nhà đầu tư thấy là khu vực này là đất ở đông dân cư ở nha. Chứ không phải là vùng sâu vùng xa gì đâu nha. Đó, em thấy nhà ta ở rất chân xác ha.
có dân ở hết rồi ha, chứ không phải không có dân ha. Đó, dân ở nè, một nhà nè. Từ miếng đất mình đi tới khoảng chừng 50 mét là tới chùa Lưu Văn Tự ha. Tới chùa Lưu Văn Tự cách mấy chục mét thôi, khoảng 100 mét quá. Đó, trên kia đường bê tông rồi. Đó, mấy bước chân tới đường bê tông rồi cả nhà. Đây có nhà ở nè. Rồi, em xin chào cả nhà nha.